Trò chúng ta sẽ chiến đấu phần lý thuyết. Bài cuối cùng của chương số 1, lý thuyết về phần xà phòng và chất giặt rửa. Ok nhá. Thì đầu tiên phần 1 1 La Mã là về khái niệm cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa. Được chưa? Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa. Các bạn lưu ý nhá. Thứ nhất là mình sẽ có xà phòng, định nghĩa về xà phòng đi. Xà phòng được định nghĩa nó là hỗn hợp muối. Định nghĩa này. Xà phòng được định nghĩa là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium. Hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các axit béo. Của các axit béo và các chất phụ gia. Được chưa? Ok nha. Thế thì thành phần chủ yếu của xà phòng thường nhé, thành phần chủ yếu trong đó mà ngoặc đơn chủ yếu thì thường là muối sodium của palmitic acid C15 H31 CONA hoặc stearic acid, đúng không? C17 H35 COONA. Ok chưa? Đấy là chủ yếu nhá. Đấy là về xà phòng. Ok chưa? Căng đấy nhá, hơi bị căng đấy. Đấy là về xà phòng. Thế thì thế còn lại về chất giặt rửa thì sao? Chất giặt rửa thì lưu ý là chất giặt rửa tổng hợp là các chất được tổng hợp hóa học này. Chất giặt rửa tổng hợp, chất giặt rửa tổng hợp là chất được tổng hợp hóa học, là chất được tổng hợp hóa học có tác dụng giặt rửa như xà phòng nhé. Có tác dụng giặt rửa như xà phòng. Nhưng rất tiếc nó không phải là muối sodium hoặc potassium của các axit béo nhá. Mà nó là muối sodium alkyl sulfate nhá. Sodium alkyl sulfate. Alkyl sulfate hoặc là alkyl benzen. Alkyl benzen sulfonate. Được chưa? Sulfonate. Được chưa? Ngoài ra thì một số các sản phẩm từ thiên nhiên cũng có tác dụng giặt rửa như nước quả bồ hòn, bồ kết, nó gọi là chất giặt rửa tự nhiên. Đấy. Chất giặt rửa tự nhiên. Tự nhiên. Ví dụ như là nó có nguồn gốc từ thiên nhiên. Nó có nguồn gốc từ thiên nhiên. Nguồn gốc từ thiên nhiên như nước của quả bồ hòn, quả bồ kết. Đấy, như nước của mấy cái loại quả đấy nhá. Rồi ta sẽ có đây, thể lấy ví dụ về sodium alkyl sulfate nhá. Đây, chúng ta sẽ có ví dụ sodium alkyl sulfate, nghe tên nghe thấy là đã thấy chán đời rồi.
đúng không? Nghe thấy là đã thấy ngại ngùng rồi, chẳng muốn học rồi, nó quá khó, đúng không? Thì ta sẽ có ví dụ về anh chất giặt rửa tổng hợp điển hình này, chất giặt rửa tổng hợp sodium alkyl sulfate này, lấy ví dụ luôn. Sodium alkyl sulfate C, các bạn chú ý cho thầy, anh này nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm nó là C12 nhé. C12 này no, nên nó sẽ là H25, được chưa? OSO3 trừ Na cộng sodium alkyl sulfate, được chưa? Thế còn anh mà alkyl benzen sulfonate thì ví dụ như là anh tương tự như vậy thì nó sẽ là anh này C12 H25 thêm cái vòng benzen giữa thôi. Đấy, thêm cái vòng benzen. Đấy chưa? Còn lại mọi thứ vẫn như thế. SO3 trừ Na cộng. Ok chưa? Đấy là anh alkyl benzen sulfonate nhá. Ok chưa? Đây là khái niệm. Đấy, khái niệm nhá. Bây giờ mình sang cái phần tiếp theo là về cái phần đặc điểm cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa. Đây mới chỉ xong. A nhỏ đây là về khái niệm thôi. Đây là A nhỏ về khái niệm. Mình sang B nhỏ. Đây các bạn ghi đi, các bạn ghi đi nhá. Bạn ghi công thức này lại nhá. Sau đó mình sang B nhỏ, đặc điểm cấu tạo. B nhỏ, đặc điểm cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa. Đặc điểm cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa. Của xà phòng và chất giặt rửa. Được chưa? Đấy, chúng ta phải lưu ý về cấu tạo nhé. Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa thì nó đều luôn luôn là chia thành hai phần chính nhá, luôn luôn chia thành hai phần chính. Hai phần chính. Một phần là phần ưa nước và một phần là phần kỵ nước nhá. Đầu ưa nước và đuôi kỵ nước. Đầu ưa nước và đuôi kỵ nước, được không ạ? Bây giờ mình xét cái đầu tiên là đầu ưa nước, xét dấu cộng đầu tiên là đầu ưa nước thì ta có cái đầu ưa nước này, hay còn gọi là đầu phân cực. Đầu ưa nước này hay còn được gọi là đầu phân cực. Thì nó là nhóm carboxylate của xà phòng. Với xà phòng thì nó là nhóm carboxylate. Nhóm carboxylate của xà phòng. Nhá. Nhóm carboxylate của xà phòng. Hoặc nhóm sulfate hoặc sulfonate. Hoặc nhóm sulfate. Hoặc sulfonate. Của chất tẩy rửa tổng hợp. Chất giặt rửa tổng hợp. Chất giặt rửa tổng hợp, được chưa? Thì đấy gọi là đầu phân cực, đầu ưa nước. Thì chính cái phần này thì hòa tan ở trong nước nhé. Phần này đấy, đầu ưa nước này thì mở ngoặc đơn, nó hòa tan trong nước. Hòa tan trong nước. Các bạn cứ bình tĩnh, tí thầy giảng cho mà hiểu. Tập trung vào, ghi đi đã. Cứ ghi tí thầy giảng cho mà hiểu. Được chưa? Tiếp tục nha. Đầu không phân cực hay là đuôi đấy, đuôi kỵ nước, đuôi kỵ nước
Đầu không phân cực. Được chưa? Là gốc hydrocarbon có mạch dài. Là gốc hydro carbon có mạch dài. Được chưa? R. Phần này thì không tan trong nước. Được chưa? Đây thầy lấy ví dụ nhá. Đây thầy lấy ví dụ đây. Để chúng ta nhìn chúng ta xác định được cái đầu. Với xà phòng này. Bạn quan sát này. Với xà phòng này. Đầu ưa nước là nhóm carboxylate đây. Đây. Và đây. Đấy chưa? Là đầu ưa nước. Nó tan trong nước. Các em cứ nhớ đơn giản là đầu vô cơ. Đầu có chứa chất vô cơ. Thì nước là chất vô cơ. Nên đầu có chứa chất vô cơ thì nó sẽ tan trong nước. Vô cơ thì tan trong vô cơ. Nhớ thầy cho dễ nhớ nhá. Được chưa? Đây, còn với chất tạo ra ở tổng hợp đây thì nhóm sulfate và sulfonates đây, nó đây. Đấy. Thì đây là cái đầu mà đầu tan trong nước, đúng không? Nó cũng là vô cơ. Được chưa? Nó tan trong nước nhá. Thế còn đuôi kỵ nước là cái đuôi R đúng không? Đấy, hydrocarbon đấy. Được chưa? Ok chưa? Ok chưa? Rất dễ nhá. Rất dễ nhá. Thế bây giờ thầy cho chúng ta cái cấu tạo chúng ta nhìn kỹ hơn. Đây, thầy cho chúng ta cái cấu tạo chúng ta nhìn kỹ hơn. Đây, ví dụ xà phòng. Thầy lấy ví dụ luôn. Ví dụ. Thầy lấy ví dụ kỹ nhá. Các bạn nhìn nhá. Không cần phải nhớ nhiều đâu. Đây, ví dụ về xà phòng. Xà phòng C15 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. C15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đấy 15C này. Đây mới là C15 đấy nhá. COO này, COO trừ NA cộng. Được chưa? Được chưa? Đây là phần đuôi kỵ nước nhá. Đây là đuôi kỵ nước. Còn đây nó sẽ là đầu ưa nước, đúng không? Đầu ưa nước. Thế thì thầy có thể vẽ cái thằng đuôi kỵ nước như thế này. Nó sẽ kiểu như thế này. Thẳng dài này. Đầu é. Được chưa? Các bạn chưa tưởng tượng ra được đâu. Các bạn chưa tưởng tượng ra được đâu. Thầy vẽ tiếp, thầy vẽ tiếp. Đây là với xà phòng nhé. Xà phòng. Nó đến chất giặt rửa tổng hợp này. C12 này. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3 này. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây. Được chưa? S. À, đây là OSO3 đúng không? OSO3. O SO3 trừ NA cộng. Đầu ưa nước. Được chưa? Đuôi kỵ nước. Đây là đuôi kỵ nước. Đây là đuôi kỵ nước. Đầu ưa nước. Ok không? Sulfonate thì cũng tương tự nhá. Sulfonate thì cũng tương tự nhá. Được không ạ? Vẽ này dễ hiểu nhá. Thế bây giờ sâu hơn này.
sâu hơn này, các em sẽ nhìn được là thế này đi, nhìn thế này đi. Vậy bây giờ có phải là cái tụ này, bây giờ thấy vẽ này, cái cấu trúc thu gọn, thu gọn để tí mình hiểu về cơ chế cho dễ, nó sẽ như thế này. É, đúng không? Trông giống con gì? Trông giống con gì các em? Bạn nhận ra giống con gì không? Đây, con gì? Con gì đây? Con gì? Trông giống con gì? Đúng rồi, nòng nọc. Con nòng nọc. Ô, chưa nhìn con nòng nọc bao giờ? Đấy, nòng nọc. Được chưa? Ok chưa? Con nòng nọc nhá. Bây giờ mình đi làm một vài cái ví dụ đi đã. Sau đó rồi chúng ta sẽ nói về cơ chế nhá. Đây xong đặc điểm cấu tạo thôi. Đặc điểm cấu tạo chuyển nhớ thì mình, nó là con nòng nọc. Được chưa? Hai nhỏ. Tính chất giặt rửa hay là cơ chế giặt rửa? Cơ chế giặt rửa. Thế thì mình sẽ có đầu tiên này, là sợi vải dính vết bẩn dạng dầu mỡ. Được chưa? Đầu tiên là sợi vải. Sợi vải của chúng ta này dính vết bẩn này. Nó là dầu mỡ này. Như các em đã biết thì cái anh dầu mỡ ngâm vào nước là nó không tan được. Đúng chưa? Nó ngâm trong nước ấy thì do sức căng của bề mặt nước lớn nên nước không thể tách hoặc hòa tan với dầu mỡ. Bởi vì chúng ta biết là vốn dĩ là dầu mỡ thì nó không tan trong nước. Đúng không ạ? Em cứ nhỏ một cái giọt dầu lên nước, em thấy nó nổi trên nước, nó có bị tan vào đâu. Mỡ cũng tương tự như vậy. Hoặc là đơn giản như là tay của em ăn thịt gà hay ăn thịt lợn em bốc vào, đúng không? Thì em thấy rằng khi mà rửa bằng nước nó không sạch, nó vẫn cứ nhấp nhấp. Đúng chưa? Đấy, đấy là do gì ạ? Sức căng bề mặt của nước lớn nên không thể tách hoặc hòa tan vết dầu mỡ này. Vậy đầu tiên ta phải sử dụng xà phòng với mục tiêu của nó là để làm gì? Để làm giảm sức căng bề mặt của nước. Được chưa? Đấy, do sức căng bề mặt của nước nên dầu mỡ không thể tan ở trong nước. Được chưa? Vết bẩn dầu mỡ không tan trong nước. Thứ hai này, sử dụng xà phòng. Cho xà phòng vào trong nước hoặc là chất tật, hoặc là chất tẩy rửa tổng hợp. Chất tẩy rửa đi, tẩy rửa kể cả tổng hợp và tự nhiên đi. Vào nước thì dẫn đến là làm giảm sức căng bề mặt. Giảm sức căng bề mặt của nước. Được chưa? Là dung dịch xà phòng này nó có sức căng bề mặt nhỏ, nó sẽ giúp xà phòng ngấm vào sợi vải. Giúp xà phòng ngấm vào sợi vải. Đây gọi là bước dạo đầu. Được chưa? Đầu tiên là bước dạo đầu nhá. Đấy, dạo đầu thì nó phải chậm chạp. Đây lý do là phải ngâm quần áo chậm chạp, đúng không? Ngâm rất lâu. Được chưa? Đấy nhá. Sau đó này, thầy lấy ví dụ này. Đây là vết bẩn dầu mỡ. É. Được chưa? Còn đây là phân tử xà phòng. Đây là phân tử xà phòng. Ha ha ha. Các em tưởng tượng ra gì không? Hãy để trí tưởng tượng của mình bay cao và bay xa. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều phân tử xà phòng tiến lại gần vết dầu mỡ. Dầu mỡ nó là đầu gì? Đây là dầu mỡ này. Dầu mỡ. Thế thì dầu mỡ thì nó gần với đầu gì?
Thế thì dầu mỡ của chúng ta thì nó là bề ưa gì ạ? Ưa gì ạ? Ưa gì ạ? Nó là phần kỵ nước. Đúng không? Dầu mỡ là kỵ nước. Kỵ nước. Kỵ nước thì nó sẽ ưa cái thằng kỵ nước. Đúng không? Đấy, thì chuyển sang cái giai đoạn 2 nhá. Đấy, phase 2. Vẫn là dầu mỡ. Kỵ nước. Lúc này cái đầu kỵ nước của các phân tử xà phòng cũng như chất tẩy rửa cắm vào dầu mỡ. Cắm vào dầu mỡ. Úi giời, các em nhìn thấy cắm sâu không? Hàng trăm con cắm vào. Hàng ngàn đứa cắm vào. Thi nhau cắm. Đấy. Bám liên tục. Được chưa? Mỗi con kéo vào một hướng. Đấy, cắm như quả chôm chôm. Ok chưa? Đấy, tí nữa để thầy giảng xong xong rồi là tí nữa rồi thầy cho ghi nhá. Được chưa? Thế là còn lại cái đầu O này là đầu ưa nước đúng không? Đầu ưa nước này nó quay ra phía nước. Thế các em sẽ nhìn thấy rằng khi mà quay trong máy giặt ấy, nó sẽ tạo thành các vòng xoáy, lốc xoáy, lốc xoáy. Nó quay liên tục thì là những cái đầu ưa nước kia nó ở bên trong dịch, nó quay liên tục, nó quay liên tục, nó quay liên tục. Nó xé vụn cái dầu mỡ này ra thành các phân tử nhỏ hơn. Thì các em tưởng tượng như nào? Em tưởng tượng như là tứ mã phạnh thầy. Ngũ mã phạnh thầy. Thế đây là mấy mã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui giời, đây là bát mã phạnh thầy. Các em hãy tưởng tượng đến thời Trung Cổ khi mà phát ngôn hoặc là nói một cái gì mà sai phạm húy về hoàng đế hoặc một cái tội gì đó đúng không? Ngoài tru di cửu tộc thì chúng ta sẽ có một cái hình phạt, đó là hình phạt ngũ mã phạnh thầy. Ngũ mã phạnh thầy là gì? Buộc cái sợi dây thần vào đầu, hãy tưởng tượng thấy mình buộc sợi dây thần vào đầu một cái, được chưa? Cái sợi cái đầu còn lại thì buộc vào đuôi của con ngựa nhá. Sau đó này, cái cánh tay này của thầy buộc một cái cánh tay này vào đuôi con ngựa khác, buộc cái cánh tay này vào đuôi con ngựa khác, được chưa? Hai cái chân của thầy, mỗi chân thì được buộc vào đuôi một con ngựa khác. Đấy, thế là một chỗ này, hai chỗ này, ba chỗ này, hai chân nữa là năm chỗ. Năm chỗ là dạng như này rồi. Đúng rồi, đây là ngũ mã phanh thây, đúng không? Sau đó là bắt lên một con ong. Được chưa? Xong rồi là cho cái đít của con ong đấy nó chít vào mông của con ngựa. Đấy, nó xiên vào mông của con ngựa. Ok chưa? Xiên vào mông của con ngựa. Thì khi xiên vào mông của con ngựa, thế là từng đấy năm con ngựa là mỗi con nó sẽ chạy về một hướng. Và khi mỗi con chạy một hướng thì đầu một nơi, cánh tay một nơi, cánh tay này một nơi, một chân này một nơi, một chân này một nơi, gọi là ngũ mã phanh thây. Ôi, thế là trong này thì mình đang cho là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, thế nó là thất mã phanh thây à? Thất mã phanh thây thì buộc vào đâu nữa nhỉ? Thế còn hai cái chỗ để buộc nữa, các bạn tự nghĩ xem buộc vào đâu rồi nhá. Được chưa? Được chưa? Thế thì khi mà thất mã phanh thây thì nó sẽ phanh ra thành những cái cụm dầu mỡ nhỏ hơn. Những cụm dầu mỡ nhỏ hơn đấy, chia ra đấy, chia nhỏ ra đấy. Tuyệt chiêu chia để trị. Đấy, khi mà chia nhỏ ra rồi thì nó cũng rất nhiều phân tử xà phòng bám di rít vào đây. Nếu mà to quá chưa nuốt được, nếu mà to quá chưa nuốt được thì nó lại làm sao? Nó lại chia nhỏ nữa đúng không em? Nếu mà to quá nó lại chia nhỏ, có nghĩa là nó sẽ chia nhỏ liên tục, chia nhỏ liên tục cho đến một lúc nào các cái phân tử dầu mỡ này đủ nhỏ để bị hòa tan vào bên trong nước. Được chưa?
Thế thì hòa tan vào trong nước, phân tán vào trong nước rồi thì nó bị rửa trôi khỏi bề mặt, khỏi chất giặt rửa thôi. Và đây chính là cơ chế giặt rửa của xà phòng, cũng chính là cơ chế của chất giặt rửa tổng hợp, cũng chính là cơ chế giặt rửa của chất giặt rửa tự nhiên. Dễ hiểu chưa? Cần gì phải xem video, đúng không? Chỉ cần là nghe thầy Minh giảng là các em hiểu luôn. Để xem bây giờ mình ghi nhá. Giờ mình ghi nhá. Đến chỗ giảm sức căng rồi. Được chưa? Giảm sức căng rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ có là cái phần kỵ nước. Đầu kỵ nước. Đầu kỵ nước. Đấy. Thì sẽ quay về phía vết dầu mỡ. Quay về phía vết dầu mỡ. Nó sẽ thâm nhập vào vết dầu mỡ. Thâm nhập vào vết dầu mỡ. Được chưa? Tiếp theo là gì ạ? Phần ưa nước. Đầu ưa nước. Thì lại quay ra ngoài, thâm nhập vào nước. Quay ra ngoài, thâm nhập vào nước. Thâm nhập vào nước. Được chưa? Dẫn đến ạ, vết dầu mỡ bị phân chia thành các hạt rất nhỏ. Vết dầu mỡ bị phân chia thành các hạt rất nhỏ. Và phân tán vào nước. Phân tán vào nước. Được chưa? Từ đó chúng bị rửa trôi khỏi bề mặt. Từ đó chúng bị rửa trôi khỏi bề mặt. Và đó là cơ chế giặt rửa của xà phòng. Rất dễ, được không ạ? Và đến phần cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, phương pháp sản xuất xà phòng và chất giặt rửa, thì A nhỏ là phương pháp sản xuất xà phòng nhá. A nhỏ là phương pháp sản xuất xà phòng. Thế thì xà phòng được sản xuất bằng cách đun chất béo dịch nã mắt đặc hoặc cao mắt đặc. Đấy. Đun chất béo với NaOH đặc và KOH đặc. Được chưa? Thì được gọi là sản ứng xà phòng hóa ấy mà. Cái này mình học suốt rồi còn gì nữa. Đúng không? Chu trình mình là chất béo cộng NaOH đặc hoặc KOH đặc tạo thành glycerol cộng muối sodium hoặc potassium của axit béo, nó chính là thành phần chính của xà phòng. Thôi cái này không phải nói nữa nhá. Ví dụ phương trình mình học quá nhiều rồi nhá. Được chưa? Đấy là một cách. Chúng ta còn cách số 2. Được chưa? Các muối của axit béo được tách ra đem trộn với chất diệt khuẩn, chất tạo hương rồi ép thành bánh với nhiều hình dạng khác nhau. Bánh xà phòng này có bánh hình con voi, có bánh hình con chó, có bánh hình nọ hình kia, đủ mọi hình thù. Đấy là do người ta là sản xuất, đúng chưa? Người ta có cái khuôn. Được chưa? Nhưng ngoài ra xà phòng còn được sản xuất từ dầu mỏ. Theo số đầu sau. Sản xuất từ dầu mỏ. Đấy, thì alkan, alkane đấy. Được chưa? Lấy từ dầu mỏ. Được chưa? Đấy, chuyển thành axit béo. Sau đó axit béo chuyển thành muối sodium. Muối sodium hoặc potassium của axit béo. Thực ra đây là cái quá trình của công nghiệp. Thì các bạn cũng không phải quan tâm phương trình như nào, chỉ quan tâm đến quy trình thôi. Cho nhẹ đầu nhá. Được chưa? Cuối cùng, phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.
phương pháp sản xuất của chất giặt rửa tổng hợp, thì các bạn cần lưu ý đó, là phương pháp sản xuất của chất giặt rửa tổng hợp cũng đi từ dầu mỏ nhé, đi từ dầu mỏ, được chưa? Mà cái quá trình này có thể diễn ra theo nhiều giai đoạn nhé. Dầu mỏ thì nó sẽ chuyển thành RSO3H và ROSO3H, sau đó nó chuyển thành RSO3NA và ROSO3NA. Muối sulfonate hoặc muối sulfate được trộn một số chất phụ gia khác nhau để tạo thành chất giặt rửa tổng hợp, được chưa? Bột giặt tổng hợp thì nó gồm rất nhiều các loại thành phần khác nhau trộn vào. Đầu tiên là chất tạo hạt bột giặt, chất giặt rửa tổng hợp, chất tẩy trắng, enzyme. Ngoài ra còn có thêm chất chống lắng đọng, chất điều chỉnh bọt, chất tạo hình quang, chất tạo hương, và quan trọng nhất là chất độ. Bột giặt ấy, một cái bột giặt, một cái túi bột giặt 5 kg thì chất độn của nó phải khoảng tầm là 4 kg đến 4,5 kg. Chất độn đấy nó không có tác dụng về giặt rửa, nhưng nó một cái tác dụng là khiến cho chúng ta có cảm giác là nhiều. Cảm giác nhiều, đúng không? Và với cái cảm giác nhiều người ta phải bán giá đắt hơn nhá. Ok nhá. Cuối cùng là ứng dụng của cái thằng xà phòng và chất giặt rửa. Thì xà phòng được dùng để tắm rửa tay, chất giặt rửa tổng hợp được sử dụng để giặt quần áo, rửa chén bát, rửa tay, lau sàn, được chưa? Đây, bây giờ đến ưu và nhược điểm của từng thanh nhá. Ưu và nhược điểm của từng anh này, cái này quan trọng này. Thứ nhất này, ta sẽ có cái bảng nhá, ta sẽ có cái bảng so sánh ưu nhược điểm. Ô, cái hạt này không hay rồi thì phải to thêm tí nữa nhá, to thêm tí nữa để to cho nó. Ta có này, thứ nhất này là về xà phòng. Ấy, cái này bị trùng màu. Xà phòng thứ hai là chất giặt rửa tổng hợp. Thứ ba là chất giặt rửa tự nhiên. Được chưa? Ưu điểm đầu tiên này, nhược điểm bên dưới này. Thì với anh xà phòng thì ưu điểm của nó là có thể bị phân hủy bởi các vi sinh vật. Bị phân hủy bởi các vi sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến ít gây ô nhiễm môi trường, được không ạ? Nhưng nhược điểm này là tạo kết tủa với nước cứng, tạo kết tủa với nước cứng. Kết tủa nó là C17H35COO tất cả 2 lần CA, hoặc là C15H35H31COO 2 lần CA hoặc MG cũng tương tự nhé. Thì cái việc kết tủa này nó bám lên bề mặt vải nhé, bám lên bề mặt vải, lên vải, gây cho vải bị ố, được chưa? Ảnh hưởng chất lượng vải, gây ố, ảnh hưởng đến chất lượng vải đấy. Hơn nữa nó cũng làm giảm tác dụng giặt rửa của xà phòng, được chưa? Đấy nhá, đấy là về xà phòng. Về chất giặt rửa tổng hợp thì nó ưu điểm là sử dụng được với nước cứng, sử dụng được với nước cứng tại vì nó không có tạo kết tủa. Thứ hai là giá thành thấp, bởi vì chủ yếu làm trong công nghiệp mà, giá thành thấp. Nhưng mà cái gì có ưu điểm như vậy thì nó vẫn sẽ có nhược điểm. Nhược điểm là gây ô nhiễm môi trường,
gây ô nhiễm môi trường. Lý do gây ô nhiễm môi trường là do có gốc hydrocarbon phân nhánh hoặc chứa vòng benzen khó bị vi sinh vật phân hủy. Do là khó bị vi sinh vật phân hủy. Và cuối cùng là chất giặt rửa tự nhiên. Nhá. Cuối cùng là chất giặt rửa tự nhiên. Thì ưu điểm của nó là lành tính với da. Lành tính với da. Không gây kích ứng da. Được chưa? Thứ hai là dễ bị vi sinh vật phân hủy. Nên dẫn đến là không gây ô nhiễm môi trường. Nhưng nhược điểm là giá thành cao. Khó sản xuất ở quy mô công nghiệp. Được chưa? Trên đây thầy Minh vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em toàn bộ về lý thuyết của chất xà phòng và chất giặt rửa. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi khóa học. Và nhớ là ghi chép đầy đủ nhá.